Bây giờ để ôn lại một chút về tất cả những cái công cụ hoặc là những cái khái niệm mà chúng ta đã trao đổi với nhau, thì chúng ta sẽ làm thử một số các cái ví dụ nhỏ nhỏ này, vừa làm ví dụ ôn lại vừa đồng thời nói thêm một số các cái khái niệm thêm. Ví dụ như là để vẽ một hình elip hoặc là một hình chữ nhật hoặc bất cứ một cái hình gì thì chúng ta có thể vẽ một cách bình thường. Nhưng nếu trong quá trình mà các bạn vẽ và các bạn giữ shift thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái hình đều hoặc là cân. Thế thì một hình elip chẳng hạn, thì tôi nhấn giữ shift trong lúc vẽ thì nó sẽ ra thành hình gì vậy? Thành hình tròn, đúng không? Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta làm thì transform, thì chúng ta có thể là chọn cái công cụ selection, đúng không? Và chúng ta nhấn Alt, chúng ta kéo. Bình thường ra thì kéo đầu nào thì thu đầu đấy, nhưng bây giờ thì nhấn Alt thì nó sẽ gì đấy ạ, tạo ra tương tác để nó thu đều là như thế này. Nếu như bây giờ tôi lại sử dụng lệnh quay, tôi dùng cái công cụ quay này, rotate, và nếu mà tôi nhấn Alt, tôi kích vào đâu thì tôi sẽ xác nhận lại cái tâm quay đến đó, và tôi muốn quay bao nhiêu thì tôi sẽ điền vào đây, đúng không? Tôi có thể là tạo ra bản sao hoặc là cho nó quay thật. Bây giờ tôi chọn bản sao đi, copy. Vậy thì bản chính vẫn còn nguyên vẹn đó và nó tạo ra bản sao. Bây giờ tôi lại thực hiện thêm một cái lệnh nữa, đó là lệnh Ctrl D, là lệnh nhân bản. Thì thao tác trước đó làm như thế nào thì thao tác bây giờ nó sẽ như thế, và nó sẽ lặp lại, và chúng ta sẽ có đây một hình như thế này, Ctrl D. Thì thao tác vừa nãy như thế nào thì bây giờ nó sẽ giữ nguyên như thế, nó lặp lại. Chọn tất cả Ctrl G thì chúng ta sẽ có đây group, đúng không? Một group. Thu thì nếu mà nhấn Alt và nhấn Shift thì thứ nhất Alt là các chiều, Shift là đều, thì tôi có thể thu phóng cho nó thành ra to nhỏ như này. Nếu tôi dịch chuyển mà tôi lại nhấn Alt thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tạo ra bản sao, đúng không? Đến đây tôi có hai cái hai cái bông hoa, một cái đỏ một cái vàng, và nếu như mà thích nữa thì tôi có thể group nó lại để cho nó đi cùng nhau. Thế thì bây giờ tôi muốn đổi màu một bông trong số những cái này, thì về lý thông thường là tôi sẽ phải làm sao đây ạ? Chọn và tôi làm sao? Ăn group ra, đúng không? Sau đó thì tôi mới chọn cái thằng này và tôi đổi màu. Nhưng mà đổi xong rồi thì lúc đó lại phải chọn lại và group lại, tại vì đây là một cụm với nhau. Thế thì bây giờ tôi muốn can thiệp vào mà tôi không muốn là tháo dỡ nó ra, tại vì tháo dỡ ra thì dễ nhưng mà gom lại thì mới khó, tại vì xung quanh nó có thể có rất nhiều các đối tượng vụn vặt khác, và tháo ra rồi thì hoặc là tôi gom lại không đủ hoặc là tôi sẽ lấy thừa các đối tượng khác. Do đó thì tôi muốn là có một cách nào đó để có thể là can thiệp vào trong một group nhưng lại không nhất thiết phải tháo nó ra. Thế để thực hiện cái việc này thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta sẽ chỉ chọn được cái nhóm này thôi. Đó. Thế thì bây giờ tôi chọn thử cái này xem nó chọn như thế nào nhé. Chọn như thế này thì nó sẽ chọn cho tôi gì đây ạ? Từng đối tượng. Mặc dù đây vẫn là một group nhưng nó lại cho phép tôi can thiệp sâu vào trong một cái nhóm đã được group mà không phải tháo nó ra. Thì đây là can thiệp tới mức độ cao nhất, chi tiết nhất. Nhưng còn nếu mà bây giờ chúng ta muốn chọn riêng là cái hoa xanh hoặc cái hoa vàng này mà không nhất thiết là phải tháo hết nó ra, thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là gì đây ạ? Chúng ta nhấp đúp vào nó thì lúc này chúng ta sẽ kích hoạt một cái chế độ, nó gọi là chế độ Isolate Mode, tức là một 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 cái chế độ mà gọi là chúng ta sẽ chui vào trong cái group đó. Đấy. Bản chất gốc ở bên ngoài thì nó vẫn là một một group so với những cái đối tượng khác. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm thời là quên hết tất cả các đối tượng bên ngoài đi,
và chúng ta sẽ chui vào trong cái không gian riêng của hai cái thằng từ group này thôi. Và do đó thì tôi có thể chọn riêng hoặc là hoa xanh hoặc hoa vàng, nếu như tôi đơn giản là tôi chỉ muốn đổi màu hai thằng này thôi. Đấy. Sau khi mà tôi thực hiện isolate mode thì các bạn sẽ thấy là có một cái sự thay đổi ở trên cái giao diện làm việc. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó xuất hiện thêm một cái thanh xám nằm bên dưới cái mép trên cửa sổ này, và cái isolate này nó chui vào sâu bao nhiêu cấp độ thì chúng ta sẽ thấy là nó có bấy nhiêu bước được phô bày ở đây. Ví dụ như là tôi muốn vào đến cấp độ của cái hoa tím này, tôi lại kích thêm một lần nữa thì bạn thấy rằng là vì bọn này nó đang nằm trong cùng cấp độ với nhau cho nên tạm thời là cái hoa vàng này sẽ bị mờ đi. Nhìn thì vẫn nhìn thấy, nhưng lúc này tôi đang truy cập vào trong cái group riêng của đằng hoa tím thôi. Và do đó tôi có thể chọn riêng từng cánh hoa của cái hoa tím này mà không có liên quan đến cái thằng khác. Và các bạn thấy nhìn thấy này, layer 1 này, một tầng group này, hai tầng group này. Đấy, nếu mà còn nhiều nữa thì nó sẽ tạo thành nhiều tầng khác nhau để thông báo là ông đang truy cập vào đến cấp độ như thế nào. Đấy. Thế còn nếu mà muốn đi ra này đấy, thì đi ra, thì bây giờ ở đây vẫn là nhóm chung. Như vậy là chúng ta vẫn có thể là duy trì cái thao tác group, không cần tháo ra, tại vì tháo ra thì lằng nhằng lắm. Đấy, gom vào đã khó rồi, tháo ra xong lại gom lại càng khó hơn, cho nên là người ta cực kỳ hạn chế cái việc là đã group rồi mà còn tháo ra, và người ta đưa ra cái phương pháp là tạo ra một cái chế độ isolate mode, tức là một cái chế độ cô lập tạm thời. Đấy. Đây, ví dụ tôi vẽ ra thêm một vài cái đối tượng nữa nhé. Mình dùng chuột trắng đấy. Không, chuột đen. Chuột đen kích đúp vào cái mình cần. Đây, đây là group, đây là những đối tượng rời bên ngoài. Khi mà tôi kích đúp vào cái cụm này thì các bạn sẽ thấy rằng khi truy vào không gian riêng của hai cái thằng đang group này thì tất cả những thằng còn lại bị mờ tạm thời đi. Đấy, giống như là kiểu những cái phim viễn tưởng, các bạn thấy rằng là trong khi nhân vật chính vẫn cứ đi lại nói chuyện thì xung quanh gần như là đóng băng, đứng im tất cả đấy. Thì nó đang rơi vào cái trạng thái như thế, tức là chỉ có hai đối tượng chính hoạt động và tất cả xung quanh là bị đóng băng tạm thời. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể là thực hiện như thế. Thế còn cái mũi tên trắng ấy, hay là cái công cụ Direct Selection thì nó giúp cho chúng ta vào đến tận cấp độ nhỏ nhất, bất kể là có group hay không group. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn là cái cánh hoa này đổi sang màu khác mà không cần group, đúng không? Tôi có thể chọn này, tay này. Nếu như mà tôi lại muốn là làm việc với lại nhiều cánh hoa lại cùng xen kẽ nhau mà đổi màu thì đây, giữ thêm shift. Và lúc này tôi sẽ tô thêm màu mới thì nó lại tạo ra một cái sự xen kẽ như thế này. Và đây cũng vẫn là một group không hề bị tháo ra. Đấy. Thì cái thằng này thì sẽ truy cập tới cái vỏ lớn hơn ở bên ngoài. Đấy. Từng cấp một. Thế còn cái thằng này thì không cần quan tâm là ở cấp nào. Chọn một cái là lập tức chọn tới cái cấp độ thấp nhất, tức là một đối tượng riêng rẽ. Còn đối tượng riêng rẽ đó nằm ở trong tổ hợp nào thì nó kệ, nó không quan tâm. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ có cái group selection tool này thì cũng là một cái dạng biến tướng khác. Đó. Đây này, chọn này. Đó. Thì nó cũng cho phép mình là gì đấy. Chọn, thực ra thì cái này, cái công cụ ngoài này và cái công cụ đấy thì giữ shift thì nó vẫn như nhau cả. Đấy thì mình chọn được nhiều cái. Group này thì vẫn phải giữ shift. Vẫn phải giữ shift như thường. Bạn bấm nó chỉ để giải quyết cái vấn đề như thế này, tức là vơ một nhát như thế này. Cái thằng này thì nó chỉ làm sao đấy, một phần là nó, thực ra thì nếu muốn chuẩn thì thằng này giữ ship kích vào hay thằng này giữ thì cũng thế thôi. Đây này, bấm này, không giữ ship này thì nó vẫn chuyển đấy chứ.
Đó. Thế thì đấy là về chọn và không chọn và can thiệp vào một cái nhóm sâu ở bên trong nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại với lại một số các cái với một số các cái công cụ khác này. Đây, ôn lại một số các công cụ và một số thao tác. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sẽ vẽ thử một cái bút chì nhé. Các hình cơ bản này, rectangle này. Muốn vẽ bao nhiêu thì các bạn vẽ ra giúp tôi một cái hình như thế này. Này ví dụ một hình chữ nhật, tô màu gì thì tùy các bạn. Sau đó tôi sẽ làm một thao tác thứ hai, đó là tôi sử dụng công cụ scale. Đó, nhấp đúp này, tôi sẽ để ở chế độ non uniform này. Về chiều cao thì tôi sẽ để 100%, chiều rộng này thì tôi sẽ để 50% thôi. Và sau đó thì tôi tạo copy. Vậy thì tôi sẽ có gì đây ạ? Một cái bản sao này đúng không? Nhưng mà nó hẹp hơn. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn một màu khác. Ví dụ như này. Tiếp tục nữa nhé. Vẽ một hình polygon. Bây giờ tôi vẽ một cái hình như thế này và tôi sẽ quy đổi nó ra thành hình tam giác. Đấy. Lưu ý là trong cái quá trình mà các bạn đang vẽ thì các bạn có thể là vừa vẽ vừa dịch chuyển được với đối tượng của mình đang vẽ bằng cách là đừng nhả phím chuột ra, và trong lúc đó các bạn nhấn giữ phím cách thì các bạn có thể là di dịch cái hình này tới cái vị trí mà mình muốn. Di dịch tới vị trí rồi thì bạn nhả phím cách ra và bạn tiếp tục làm sao đây ạ? Tiếp tục di chuyển tiếp hay là thay đổi tiếp? Hoặc không thì mình cứ vẽ một cách thoải mái đi. Sau đó thì mình sẽ lấy thử các cái tham số ở đây để mình xử lý nó. Ví dụ như là tôi có cái gì đây ạ? Kích thước này. Đấy. Ví dụ kích thước như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bằng cách là lấy kích thước từ chỗ nọ để gán sang kích thước chỗ kia. Ví dụ cái thằng này đang rộng từ này nhá, chọn này và transform này. Bây giờ mình mới xem là nó đang kích thước bao nhiêu. Hiện tại cái này nó lại đang để ở coi, đúng không? Tôi không thích cái trò này. Tôi nhấn Ctrl R, tôi mở thước ra, đúng không? Chuột phải vào đây và tôi đổi, tôi bắt nó chuyển sang mm cho tôi. Đấy là đơn vị tôi quen. Đấy, và bây giờ tôi sẽ lấy cái độ rộng của thằng này, copy, tôi gán sang cho thằng này. Đấy, sau khi mà sau khi gán thì tôi bây giờ tôi chó lật nhé. Ví dụ đây, reflex này, tôi đặt an vào đây, tôi bắt nó lật. Ví dụ này, độ chiều đấy, xếp đặt vào đây thì rõ ràng tôi sẽ có một cái gì đấy ạ? Kích thước là ngang đúng không, bằng rộng nhau rồi. Bây giờ đổi màu nhé. Ví dụ như là đổi sang một màu như này chẳng hạn. Ok, đến đây tôi lại tiếp tục thao tác nữa. Chọn này, bây giờ lại scale. Cho độ khoảng 35% lên. Ok. À, sorry. Copy chứ. 35%. Copy.
Vậy thì tôi sẽ có cái này thành cái ngòi và tôi sẽ tô cho nó là gì đấy, màu đen. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ co kéo nó xuống cho nó nằm sát vào gì đấy, nằm sát vào phía dưới này. Đến đây thì chúng ta đã có được một cái trông na ná như cái bút chì rồi đúng không? Bây giờ chọn cái thằng này, kéo ngắn đi một tí và chúng ta sẽ vẽ thêm một số các cái đối tượng khác nữa. Ví dụ như là tạo cái tẩy đằng sau nhé. Trước hết là tạo cái tẩy này, vẽ hình round rectangle đây. Các bạn sẽ lưu ý là trong cái quá trình vẽ thì Illustrator nó hỗ trợ chúng ta một số các cái thao tác gióng hàng một cách tự nhiên. Đây các bạn vào view này và các bạn xem cái chế độ Smart Guide này nó có bật hay không. Nếu mà chế độ Smart Guide bật thì tôi chỉ cần là đưa chuột vào thẳng hàng một cái gì đó thì nó đã có một cái đường gióng này để báo rằng là cái vị trí này là thẳng hàng rồi. Khi nhấp chuột và tôi vẽ thì đến đâu dính tới cái kích thước nó bằng rồi thì tôi có thể là dừng lại. Cái chế độ này ở đâu hả thầy? Vào view. Tìm xuống dưới Smart Guide. Đấy. Đúng rồi. Thế mà bây giờ thì chúng ta bắt đầu là gì đấy ạ? Gia giảm thêm cái mũi tên gì đây nhỉ? Mũi tên lên hay xuống đúng không? Để chúng ta điều khiển cái giá trị V góc. Đến đây thì tôi bắt đầu có cục tẩy. Đó. Tôi sẽ vẽ tiếp một số cái nữa. Ví dụ vẽ một đường này, ngang này, tiếp tục này, lật nhá, reflect này, nhấn an này, đặt ở vị trí này, copy xuống dưới, tiếp tục nữa, Ctrl D, tiếp tục nữa này, reflect tiếp này. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái thằng này. Ví dụ những cái này thì chúng ta chuyển sang màu khác một tí đi. Hoặc là màu xám cho nó giống cái cho nó giống cái gì nhỉ? Giống cái nhôm đi. Này. Thế đến đây, chúng ta có thể tạm thời group nó lại thành ra một cái nhóm. Tiếp nữa, làm một vài cái thao tác làm cái nền cho nó nhé. Ví dụ hình vuông này, giữ shift này, vẽ một hình vuông này, quay một góc độ 45 độ này. Nhấp đúp 45 độ. Ở đây thì chúng ta lại có một số các khái niệm nữa liên quan đến tầng thứ. Thì đây tôi cũng nói luôn. Tầng thứ vừa nãy chúng ta cũng đã giải thích một xíu xíu rồi, đúng không? Có cái cao, có cái thấp thì chúng ta cũng nói luôn. Cái nào mà vẽ ra trước thì nó sẽ nằm dưới. Cái nào vẽ ra sau thì nó sẽ nằm trên. Đây, và che cái thằng nằm dưới đi. Và để thay đổi các cái tầng thứ cho các đối tượng như thế này thì chúng ta cần phải thực hiện bằng lệnh như sau. Chúng ta vào trong menu Object. Trong menu Object này thì các bạn tìm tới lệnh Arrange. Trong Arrange này thì các bạn được cung cấp 4 lệnh: Bring to Front, Bring Forward, Send Backward và Send to Back. Thì mỗi một lệnh này tương ứng với lại đưa một đối tượng này lên trên cùng này, đưa một đối tượng lên trên một bậc, đưa đối tượng xuống dưới một bậc và đưa đối tượng xuống dưới cùng. Thì chúng ta muốn đưa cái đối tượng này lên hay xuống như thế nào thì chúng ta có thể sử dụng bốn cái lệnh này và phím tắt ở đây.
Control đóng hoặc vuông, mở hoặc vuông, hoặc là Control Shift đóng hoặc vuông, mở hoặc vuông. Thêm Shift là lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng. Thế còn Control không thôi thì chỉ là lên một bậc hoặc xuống một bậc. Cái này hơi giống như là đi cầu thang máy hay là đi cầu thang bộ, đúng không? Bring forward hoặc là send backward thì nó sẽ là bước một bước lên trên bậc cao hơn, hoặc là bước lùi một bước xuống bậc thấp hơn ở trên cầu thang bộ. Còn bring to front hoặc là send to back thì là vào thang máy và đi một mạch lên tầng cao nhất hoặc là xuống tầng thấp nhất ở trong tòa nhà, đúng không? Đấy là kiểu kiểu người thường hoặc là nhà kiểu người thường và cuộc sống hiện đại rồi. Còn kiểu phim kiếm hiệp sẽ là trèo thang ở lên mái nhà, hay là vỗ đùi một cái là khinh công nhảy từ dưới đất lên trên mái luôn đấy, hoặc là từ trên mái nhảy xuống đất luôn. Thế nhưng mà từng này đã đủ chưa? Chưa đủ. Tại vì là với cái tham số là lên trên cùng hay xuống dưới cùng thì điều đấy thì ok rồi. Nhưng mà lên một vài bậc thì với lệnh này không đủ. Nếu chỉ có vài đối tượng thôi thì các bạn có thể đưa một cái đối tượng lên hay xuống rất dễ. Đây, bây giờ chúng ta xem thử bằng lệnh nhé. Đặt ra đây một vài cái hình này. Các bạn chả cần nhiều hình thế. Đây, chúng ta đặt thử cái xem này vào đây rồi. Các bạn để ý này. Một cái đối tượng này của chúng ta thực ra là có vài hình. 1 hình, 2 hình, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ít nhất là 8 hình ở trong cái bút chì này. Bây giờ tôi bấm vào đây. Tôi sử dụng lệnh đi xuống này, Control này, đóng hoặc vuông này. Không thấy gì đúng không? Tại vì đây là lệnh gì đấy, đưa lên trên cồn. Bây giờ Control mở hoặc vuông. Tôi ấn vài lần thì bắt đầu thấy là gì ạ? Nó đi xuống. À, nhưng mà ở đây thì chúng ta cần phải gì đây nhỉ? Ungroup cái thằng này ra đã. Này, nhìn cho nó rõ. Này, bây giờ nhá, Control này lên này, thấy chưa? Bắt đầu là lên trên cái thằng thân bút chì to, đúng không? Thêm nữa là bắt đầu lên phần sáng, đúng không? Thêm nữa này sẽ là gì đây? Đây đây, tôi kéo một đường cái này cho nó dài hết cả ra này thì chúng ta sẽ nhìn rất rõ nhé. Đây, bây giờ chúng ta giải quyết lại này, xuống dưới cùng đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé, xem mỗi một bậc này thì nó đi thế nào nhé. Chọn thằng vàng này, Control đóng vuông, đầu tiên là lên một này, lần nữa này lên đến phần màu sáng của bút chì này, lần nữa này lên đến phần nhọn của bút chì này, lần nữa này lên đến đầu bút chì này, lần nữa này lên đến cục tẩy này, lần nữa lên đến viền nhôm thứ nhất, viền nhôm thứ hai, viền nhôm thứ ba. Đây là đi từng bậc, đúng không? Thế còn đi xuống này, Control đóng hoặc vuông, mở hoặc vuông. Đây, lại lần lượt mỗi một bậc thế này thì bắt đầu nó đi xuống dần. Thế còn Control Shift lên trên cùng và Control Shift xuống dưới cùng thì đấy là thao tác lên xuống các tầng. Đến đây chúng ta mới xem xét thêm một vài vấn đề như sau. Lệnh như thế này thì chỉ có vài tầng thì chúng ta có thể là đi từng tầng như thế thì nó dễ. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi có 100 tầng, 200 tầng, không thể đi từng bậc như thế này được. Tôi cần một cái sự chỉ đạo để đi một nhát là đến tới cái tầng tôi muốn. Thế thì để thực hiện việc này thì tôi cần phải có một cái dẫn hướng tốt hơn. Có nghĩa là tôi sẽ sử dụng lệnh cắt, Control X, cắt luôn cái thằng này đi. Đấy, cắt xong rồi thì tôi sẽ vào Edit và tôi chọn một trong các lệnh Paste. Ở đây chúng ta có Paste thường này, tức là Control V, dán vào. Paste in front, dán lên phía trước một thằng nào đó. Paste in back, dán ra sau một thằng nào đó. Paste in place, cut ở đâu hoặc là cắt ở đâu thì sẽ dán trả về đúng cái tọa độ ở đó. Và paste on abort,
Thì bây giờ chúng ta xem thử từng cái nhé. Với lệnh paste này thì nó sẽ dán vào một cái điểm viewer nào đó, cũng không có cái gì làm chuẩn cả. Đó. Còn nếu mà tôi sử dụng lệnh gì đây ạ? Paste in front, nó được lấy ở đâu ra thì nó sẽ dán vào đúng tọa độ gốc ở đó. Và về mặt nguyên tắc, nó sẽ nằm trên tất cả những cái thằng hiện có, trừ phi tôi chỉ định cho nó nằm trên thằng nào đó bằng cách là chọn sẵn một thằng. Nếu tôi chọn sẵn một thằng mà tôi nhấn Ctrl F để tôi thực hiện lệnh paste in front thì nó chắc chắn sẽ được dán vào và sẽ nằm trên cái thằng vừa được chọn đó. Còn nằm trên bao nhiêu thằng khác tôi không biết, và nằm dưới bao nhiêu thằng khác không biết, nhưng chắc chắn rằng là nó sẽ nằm trên cái thằng mà vừa được chọn. Đấy. Thế còn bây giờ nếu mà tôi chọn lệnh gì đây ạ? Dưới cái thằng này nhá. Edit paste in back. Đấy. Thì chắc chắn dưới thằng này. Còn trên bao nhiêu thằng hay dưới bao nhiêu thằng không quan tâm, nhưng chắc chắn là dưới thằng được chỉ định. Đấy. Thế còn lệnh paste in place thì đơn giản là nó sẽ được dán giả vào đúng cái tọa độ mà nó đã được copy hoặc là được cắt. Đấy, và về mặt nguyên tắc nó là thằng phát sinh ra sau cùng trong số những thằng này thì nó sẽ nằm đè lên trên. Thực ra lệnh mà paste in front với lệnh paste in place nó như nhau về mặt thao tác, nó chỉ khác là một thằng là có chỉ định một đối tượng nào đó và một thằng là không chỉ định gì cả. Đấy. Có chỉ định thì nó sẽ nằm sát ngay trên cái thằng được chỉ định, còn không chỉ định thì mặc nhiên nó sẽ nằm đúng tọa độ đó nhưng nằm ở trên tầng cao nhất. Thế còn có một cái lệnh này, nó gọi là lệnh paste on abort. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với khái niệm đấy một tí nhé. Đây, chúng ta vào đây, vào file và new. Khi mà tạo ra một tài liệu thì nó có một cái trường gọi là abort. Máy các bạn thì có thể hơi khác cái giao diện này một tí, nhưng mà nó vẫn có cái chữ abort ở đó và con số là 1. Bây giờ tôi đặt vào đây ví dụ 10, nhấp OK. Các bạn nhấp OK, tôi nhấn create thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra 10 cái trang làm việc. Bây giờ tôi thử nghiệm bằng cách là tôi vẽ ra một hình bất kỳ ở đâu đó, một hình gì đó, một màu gì đó. Sau đó tôi thực hiện lệnh cắt và tôi thực hiện lệnh dán bằng cách là paste on on abort, thì cái đối tượng mà tôi vừa cắt đó sẽ được dán lên toàn bộ các cái trang còn lại và đúng cái tọa độ nó giống nhau. Thế thì khi mà các bạn thiết kế một cái tài liệu nào đó mà nhiều trang và có những cái yếu tố mà lặp đi lặp lại, thì thay vì việc là mỗi một trang chúng ta lại phải xử lý lại một lần, thì tôi có thể là xử lý tất cả những cái yếu tố nào mang tính xuyên suốt ở trong tài liệu đó chỉ trên một trang thôi, và sau đó tôi chỉ sử dụng cái lệnh là paste on abort thì tôi có thể đưa được yếu tố đó ra tất cả các trang còn lại với một thao tác rất là đơn giản. Thì đấy là cái điểm mà mới ở trong cái phần mà khi mà Illustrator cung cấp thêm các abort thì các bạn có thể áp dụng thêm cái lệnh này. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều có đấy. Đây, phím tắt đây rất rõ. Chịu khó làm vài lần, sử dụng vài lần là các bạn sẽ nhớ. Thế thì đến đây, quay trở lại với cái bài mà thực hành nhé. Thì tôi đã có cái bút chì rồi, đúng không? Bây giờ tôi thực hiện nốt cái yêu cầu đối với cái bài này. Đó là group cái thằng này lại đã. Sau đó thì tôi sẽ vẽ ra một hình vuông, đúng không? Giữ control và giữ shift và vẽ ra một hình vuông. Sau đó thì tôi sẽ quay nó đi là gì đấy? Một góc 45 độ. Chúng ta sẽ đưa nó xuống gì đấy ạ? Xuống dưới cùng, control shift gì đấy ạ? Mở ngoặc vuông. Đúng không? Tôi lại tiếp tục gì đây? Đưa thằng này vào tâm này. Tiếp tục nữa, Ctrl C copy cái thằng màu vàng, Ctrl F là dán lên phía trên nó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Shift Alt
thu đều nó lại một tí để tôi tạo ra cái màu thứ hai. Đó, tôi sẽ có một cái hình như thế này, sau đó thì bổ sung một vài cái hình ảnh trang trí chơi chơi vào đây. Ví dụ các bạn có thể lấy các hình cơ bản này, đúng không? Ví dụ như tôi vẽ một cái hình đa giác này. Hình bất kỳ, các bạn thích dùng hình gì thì các bạn đặt hình ấy vào đây. Coi như luyện lại vẽ các hình thôi mà. Đó. Hình sao này. Hình đường này đi, ví dụ đường xoắn ốc đi. Thích tô màu vẫn có thể tô màu được. Đó. Cái đại thể cái hình này thì sau đó thì trang trí bốn góc hay là giữa các cạnh các thứ, một số thứ rồi thu nhỏ lại. Đấy, đại loại là như thế này. Thì chúng ta sẽ làm quen lại một chút với các cái công cụ, làm quen thêm một chút với các khái niệm tầng thứ lên xuống.